Qua ghi nhận trong ngày hôm nay, tại một số điểm cầu cơ sở ở cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, việc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 của cán bộ đảng viên diễn ra nghiêm túc. Các cán bộ đảng viên bày tỏ sự phấn khởi, đặt niềm tin tuyệt đối vào chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và mong nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Ngay đầu giờ sáng nay, thành phố Hưng Yên đã triệu tập tất cả các cán bộ đảng viên tại các điểm cầu xã phường để nghiên cứu học tập quán triệt nội dung văn kiện hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau khi được nghe giới thiệu, các đảng viên bày tỏ sự vui mừng phấn khởi, đồng thời qua đây tiếp tục củng cố thêm sự tin tưởng vào Đảng, Nhà nước. Nghị quyết của hội nghị lần thứ 6 Bộ Chính trị đấy thì nhân dân và đảng viên càng tin tưởng hơn để mà đi theo con đường của Đảng và trung thành với sự nghiệp của Đảng và Nhà nước. Tại hơn 300 điểm cầu trong tỉnh, các đảng viên đã nghiêm túc học tập, nghiên cứu nội dung các chuyên đề sẽ là cơ sở vững chắc để các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện các nghị quyết là kim chỉ nam cho hành động, góp phần đưa nghị quyết đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đảng ủy sẽ xây dựng chương trình hành động, rồi chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các chi bộ sẽ có những cái kế hoạch, có những cái công việc cụ thể để triển khai áp dụng cho phù hợp từng địa phương. Tăng cường cái việc quản lý theo dõi để làm sao mà được đông đảo nhất đảng viên tham gia học tập và ý thức chấp hành trong học tập, cũng như là cái việc thảo luận để đề ra chương trình hành động, kế hoạch thực hiện hiệu quả đối với huyện Ân Thi thì chúng tôi cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để biến nghị quyết, nhất là cái việc chuyển dịch cái cơ cấu về kinh tế xã hội để đẩy mạnh cái việc thu hút đầu tư các cái giải phóng mặt bằng các cái khu cụm công nghiệp. Ngày mai, hội nghị tiếp tục diễn ra với hai chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.